Tổng công ty Điện lực miền Bắc EVN-EPC quản lý lưới điện trải dài trên toàn bộ các khu vực đồng bằng, trung du, miền núi, vùng biển và hải đảo. Vì vậy, thiệt hại do thiên tai gây ra thường rất nặng nề, khối lượng công việc cần phải làm để khắc phục, xử lý hậu quả là rất lớn, đặc biệt trong năm 2023 này được dự báo là năm thời tiết có nhiều diễn biến hết sức bất thường. Trong các năm gần đây, sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu với tác động ngày càng cực đoan, thiên tai xuất hiện với đa dạng hình thái, cường độ lớn, không theo quy luật và rất khó dự báo. Để chủ động phòng chống, ứng phó và giảm nhẹ hậu quả thiên tai, bên cạnh công tác quản trị điều hành, đầu tư nâng cấp lưới điện, cải tạo, sửa chữa lưới điện, đầu tư phương tiện, trang thiết bị hiện đại, truyền thông nâng cao nhận thức, kiến thức về công tác phòng chống thiên tai, thì công tác diễn tập xử lý tình huống là một hoạt động rất quan trọng. Mục đích là để kiểm tra cái công tác ứng phó, công tác chuẩn bị, công tác sẵn sàng khi mà có thiên tai vào. Qua cái diễn tập này thì xem xét, đánh giá cái khả năng công tác chuẩn bị, nhân lực, vật lực. Nếu như mà có thiên tai vào thì để giảm thiểu cái thiệt hại nhỏ nhất đối với thiên tai gây ra và khắc phục nhanh nhất mà khi thiên tai gây ra để cấp lại điện phục vụ cho nhân dân sớm nhất. Đối với công tác diễn tập năm 2023, EVN-EPC lựa chọn địa bàn tỉnh Hà Tĩnh bởi địa phương này có đặc điểm là một tỉnh ven biển bị ảnh hưởng của nhiều hình thái thiên tai như bão, mưa, lũ, sạt lở, nắng nóng. Buổi diễn tập này huy động nhân lực, phương tiện mới, hiện đại của các đơn vị lân cận và toàn bộ lãnh đạo khối kỹ thuật, an toàn, điều độ của các đơn vị thành viên tham gia quan sát. Ba công ty điện lực là Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa tham gia trực tiếp buổi diễn tập và truyền trực tuyến tới 24 điểm cầu các công ty điện lực trực thuộc EVN-EPC. Rất nhiều tình huống giả định sát với thực tế trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được ban tổ chức đưa ra như tình huống mưa bão làm đứt cáp quang, mất tín hiệu, hệ thống xà cong vênh, vỡ sứ, sơ cứu người bị đuối nước, vân vân. Đội chúng tôi là đội công tác hotline, đấy là di chuyển từ công ty điện lực Thanh Hóa vào công ty điện lực Hà Tĩnh để thay thế và xử lý những điểm tiếp xúc có nguy cơ đe dọa sự cố. Điểm này hiện tại là công tác là làm thay một chuỗi sứ đang phóng điện. Đấy, bằng một cái phương pháp gọi là phương pháp này cũng là do là phương pháp mới, là phương pháp là làm platform, có nghĩa là mình làm trên bệ đỡ. Thì trong công tác online của chúng tôi thì có hai phương pháp, một là phương pháp làm bằng xe gầu, còn phương pháp platform là dành cho những vị trí mà xe gầu không thể tiếp cận được. Các đơn vị, lực lượng thành viên tham gia buổi diễn tập phải tuyệt đối chấp hành kỷ luật lao động, văn hóa an toàn, đảm bảo tuyệt đối an toàn điện, an toàn giao thông, thực hiện đúng đủ các quy trình vận hành, quy trình xử lý sự cố, quy định an toàn vệ sinh lao động, tình huống diễn tập và sự phân công của ban chỉ huy. Hoạt động diễn tập lần này nhằm nâng cao chất lượng công tác phối hợp, huy động các nguồn lực nội bộ của tổng công ty, công ty, công tác phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan truyền thông trong việc khắc phục hậu quả thiên tai. Tại trạm Thạch Vĩnh 12 thì nội dung công việc là xử lý xà cong vênh, thay thế cầu giao thành cầu chì và toàn bộ thu dối và dây cắp trần thành cắp bọc để khắc phục cái hậu quả do thiên tai gây ra, nâng cao khả năng chống thiên tai do sự cố gây ra nhằm đảm bảo xử lý nhanh kịp thời cho để khắc phục cấp điện lại ổn định và liên tục. Được biết, ngay từ những tháng đầu năm 2023, EVN-EPC đã chủ động lên phương án rà soát các điểm trọng yếu, thực hiện thí nghiệm định kỳ và triển khai khắc phục những tồn tại phát hiện được, hạn chế tối đa việc tồn tại khiếm khuyết lưới điện trước mùa mưa bão và nắng nóng, không để tình trạng quá tải và quá tải cục bộ trên lưới điện. Chúng ta cũng biết là rất nhiều công việc hiện nay như các công việc của ngành điện là đang phải tiếp xúc trực tiếp với cái môi trường và trong cái hoàn cảnh các cái thiên tai như một đó. Hiện nay trong cái kế hoạch phòng ngừa ứng cứu sự cố cũng như là ứng cứu với các cái thiên tai là đặt ra đối với các cái doanh nghiệp, đối với các cơ quan tổ chức là chúng ta cần phải có những cái phương án và có cả những cái hoạt động phòng ngừa diễn tập để chúng ta khi đối mặt trực tiếp với nó chúng ta giảm thiểu được cái tác động. Cũng trong năm 2023 này, EVN-EPC sẽ tiếp tục đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh phía Bắc chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp, chỉ đạo giải quyết những điểm còn tồn tại về hành lang an toàn lưới điện cao áp, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương tại thành phố và các huyện, thị xã, tuyên truyền bằng nhiều hình thức tới các cơ quan, doanh nghiệp và người dân để nâng cao ý thức bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, chủ động phòng ngừa các tình huống ảnh hưởng thiên tai có liên quan tới lưới điện, tránh tổn hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản, đảm bảo cho lưới điện vận hành an toàn,
góp phần hoàn thành các mục tiêu chính trị, kinh tế, xã hội trên địa bàn 27 tỉnh miền Bắc.